La 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 la. La 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 la. Khoan, chú ấy làm sao thế nhỉ? Ây ôi. Chú ơi, chú vẫn ổn chứ? Chú đói quá. Mình có ý này. Một lúc sau. Chú ăn đi ạ. À. Cảm ơn cháu. Không có gì ạ. À. Ngon quá. Chú ăn cái này đi. Giỏi lắm. Tạm biệt chú. Ui không. Cậu có sao không? Để tôi. Hey, cậu thấy sao rồi? Không sao. Cảm ơn. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt. À, có người. Làm ơn cho tôi xin ít tiền. Muốn tiền sao? Làm ơn. Làm ơn. Nào, con của ta. Đi đi. Con giúp tôi với. Mạnh mẽ lên nào. Đi mau đi. Nhanh lên. Vâng ạ. Tiền của tôi. Đây bố. Làm tốt lắm. Đi thôi. Làm ơn, hãy trả tôi tiền đi mà. Làm ơn. Im ngay. Chú ấy đáng thương quá. Có cách rồi. Hay. Hả? Chuyện gì đây? Nhiều tiền quá. Cảm ơn, cảm ơn. Tiếng gì thế nhỉ? Đứng lại. Tên cướp. Đứng lại. Hả? Đừng hòng chạy thoát. Không. Ôi trời đất. Cảm ơn nhé. Hả? Cháu xin lỗi nhé. Chắc không ai đuổi theo nữa đâu. Hả? Tha cho tôi. Ừ. Dừng lại đã. Lại đây con. Không, con không làm được đâu. Người đâu? Xử lý đi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Đừng mà. Dừng lại đi. Để con xử lý. Được. Được. Dơ. Không. Hả? Hả? Thôi thế cũng được. Có tiến bộ. Hãy đi thôi. Đừng hại tôi. Cháu xin lỗi. Chú cầm cái này băng lại vết thương đi. Tạm biệt. Chuyện này là sao? Thằng bé kìa. Tốt lắm. Túi của ông còn ở bên kia. Đi ông. Còn cái gậy. Chuyện nhỏ à? Tạm biệt ông. Mệt quá. Ông ơi, ông hãy tỉnh lại đi. Ông ơi, để tớ. Hả? Biến thái. Ôi trời ạ. La 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 la. Mục tiêu kia rồi. Con ơi, ra đi. Hả?
con ơi, con. Hả? Theo ta nào. Ôi trời ơi, bố không có thích tóc gì cả. Vâng ạ. Ta sẽ dạy con sử dụng cái này. Kéo căng ra. Bắn. Ui da. Cậu sao vậy? Tiếp này. Là ai? Sao đây mau. 1, 2, 3, 4. Wow. Đến lượt con đấy. Bắn đi. Dạ vâng ạ. Cố lên. Cố lên. Hay thôi đi bố. Để ta giúp con một tay. Úi cha. Ông chủ có sao không? Cậu ổn chứ? Không sao. Nhịn nhí đâu. Đi thôi. Con ơi. Con. Nhện nhí. Sốc cơ nhí. Sốc cơ nhí. Nhện nhí. Nhện nhí. Hả? Team Spider-Man. Bố ơi, cứu con. Team Joker. Không. Không. Vô. Hai nhóm bắt đầu lao vào giao chiến với nhau. Vì nghĩ rằng đối phương đã bắt sốc cơ nhí. Nhện nhí đi. Vô. Tha cho tôi. Thả ra. Thả ra. Hả? Mọi người làm gì vậy? Sốc cơ nhí. Nhện nhí. Bố. Con của ta. Nhện nhí. Chuyện này là sao hả? Đây là bạn của con. Bạn. Bạn. Không được. Tránh xa thằng bé ra. Các ngươi coi chừng đấy. Hãy đi thôi. Về thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Hay da. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Đúng thế, đúng thế. Cố lên. Hả? Hay lắm, hay lắm. Mọi người ơi, sắp tới sinh nhật của Nhện Đỏ rồi. Hả? Sinh nhật Nhện Đỏ sao? Đúng thế. Ôi, chắc mình phải thường xuyên tập thể dục thôi. Chào các cậu. Úi, vừa nãy mình lâu ở đâu nhỉ? Ơ, không ai nghe thấy à? Đi rồi, đi rồi. Lại đây, nào mọi người. Tôi có ý này, các cậu thấy sao? Nhất trí. Wow, quá đã. Hey, salo. Mùi gì mà thơm thế? Ta ăn với. Không. Đúng đó, cậu sang chỗ khác đi. Ta hãy đi thôi. Mọi người làm sao vậy? Xem tivi nào. Đưa tớ. Lại đấy. Tớ nữa. Cậu đi ra đi. Wow, ngầu quá. Đúng rồi, thả hắn ta đi. Phải thế chứ. Không cho xem thì thôi. Tớ đi là được chứ gì. Buồn ngủ quá. Là một giấc đã nào. Tránh ra, giường chật lắm rồi. Thế thì tớ ngủ ở đâu? Đi theo em đi. Anh ngủ ở đây đi. Được rồi. Nhện nhí, đi đâu thế? Chờ bọn anh với. Úi, các cậu, đợi tớ nữa. Ơ này. Tớ chưa lên xe mà. Đợi đã. Này. Chẳng lẽ các cậu ấy ghét mình rồi sao?
Các cậu làm tốt lắm. Giờ thì chuẩn bị thôi. Cảm ơn nhé, nhện nhí. Đã xong. La la la. Đã xong. Dán thêm hình cõi lên đây nữa. Đẹp rồi đấy. Mấy gốc này vẫn còn trống này. Mình mua được bánh rồi. Vào thôi. Ôi, thôi chết rồi. Làm sao bây giờ? May là mình trốn kịp. Này. Thôi, thế là hết. Nhện trắng ơi, tôi ở đây này. Ừ, chào cậu. Nhện đỏ, xin chào. Lâu lắm mới gặp cậu, tôi đang định đi tìm cậu đấy. Thì ra là thế, cảm ơn cậu nhé. Cậu nhìn đi đâu vậy? Nhìn thẳng vào tớ đây này. Thế cậu tìm tớ có chuyện gì? Mà tớ kể cậu nghe cái này. Dạo gần đây bánh về rồi đây. Cậu về đúng lúc thật. Này các cậu, đến giờ rồi. 1, 2, 3. Yes. Mọi chuyện chính là như vậy đấy. Này, hết. Hết, hết. Mau tỉnh lại đi. Này thì ngủ. Có chuyện gì thế? Suýt thì quên mất. Nhện đỏ, xin lỗi cậu trước nhé. Trật tự. Đi từ từ thôi. Cẩn thận bật cửa. Đến rồi đây. Chúc mừng sinh nhật nhện đỏ. Wow, các cậu làm tớ bất ngờ quá. Tớ đội mũ cho cậu nhé. Ôi, đẹp quá đi mất. Còn có hình của tớ nữa này. Vui quá. Cậu mau thổi nến đi. Yeah. Đợi tớ một chút. Ai cũng sẽ có phần. Ngon quá. Ngon thật đấy. Tớ yêu bánh kem. Ngon quá. Ăn thôi. Nhện đỏ, tặng cậu quà này. U là trời, hộp quà to thế. Wow, đây là khẩu súng mà tớ thích mà. Cảm ơn cậu nhiều hết. Các cậu, chúc mừng sinh nhật. Tuyệt vời. Đi chơi thôi. Lên xe nào. Lên xe nào, nhịn nhí. Yes. Khoan đã, đột nhiên tớ đau bụng quá. Các cậu đợi tớ một chút nha. Tớ ra rồi đây, đi thôi. Đi nha. Kìa, tớ còn chưa lên xe mà. Các cậu thật quá đáng. Không đi chơi thì mình ở nhà hát vậy. Nghỉ một lát đã, xem có gì hay không nào. Cậu ta ngốc thật đấy. Đi ngủ thôi. Bỗng tiếng chuông cảnh báo vang lên. Màn hình hiển thị hình ảnh những tên bad guy đang tìm cách lẻn vào ngôi nhà. Bad guy, bọn chúng to gan thật đấy. Mình có ý này hay hơn. Có vẻ hắn ngủ say rồi. Cơ hội để mình lập công đây rồi. Yeah. Éo ôi, nặng mùi quá, đi thôi. Cứu.
đâu rồi. Hey, vào đây. Hả? Lại một tên nữa. Không, cho ngươi nếm mùi này. Được rồi, đến lượt ngươi. Ngươi bắn kém quá đấy. Đầu hàng đi. Hai tên bích gai cười nham hiểm bao vây lấy nhện đỏ, khiến cậu ấy rất sợ hãi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Ôi không. Không. Ui da, đau quá. Chạy thôi. Muốn trốn sao? Không dễ thế đâu. Nhận lấy này. Thôi xong. Hey, Các ngươi thả ta ra đi. Ngoan ngoãn ngồi im cho ta. Các ngươi định làm gì? Đồ thỏ đế. Giờ chúng ta chơi ném phi tiêu nhé. Được thôi. Đúng rồi. Trời ạ. Các ngươi hãy đợi đấy. Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Xem có gì ăn không nào. Có lộc ăn rồi. Hey, ăn đi này. Wow, trông ngon đấy. Mình cũng đói quá. Hey, cho ta xin một miếng. Mi muốn ăn à? Ơ kìa, đừng hòng. Ăn đi, một miếng thôi. Cho người cái vỏ đấy. Kiểm tra xem có đồ giá trị không. Ở đây không có, tìm chỗ khác thôi. Ở đây cũng không có. Xem tớ tìm thấy gì này. Tốt lắm, lấy ra đi. Wow, bắt nè. Tìm tiếp thôi. Lại có thêm khẩu súng nữa này. Tuyệt quá. Khoan, tớ có ý này. Hả? Nhận lấy này. Đừng bắn nữa. Vui thật đấy. Nhân lúc hai tên bé gai không để ý, nhện đỏ nhanh trí lấy chiếc điện thoại mình đã giấu trước đó gọi cho các bạn của mình. Bắt máy đi, bắt máy đi. Hả? Bé ngoan, hãy ngủ đi, ngủ đi. May quá. Ngủ đi nào. Ủa, nhện đỏ đâu? Nhện đỏ. Đúng lúc này, màn hình thông báo nhện đỏ đang gặp nguy hiểm. Nhện đen, nhện bạc, về thôi. Về nhà nào. Nhện đỏ, cậu có sao không? Đừng đánh thức bọn chúng. Để tớ cởi trói cho. Yên nào. Ngủ say quá nhỉ. Cho ngươi ngủ này. Ngủ này. Rơi à, bực thật đấy. Hey, chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin chào. Hả? À! Chú giỏi quá. Còn cái này nữa à? Được, chú sẽ cho chúng một bài học. Tận hưởng đi này. Mùi gì vậy? Tuyệt vời. Yes. Ôi không. Dạ hay. Làm gì mà vội thế? Mau bỏ hết đồ ăn vào vỏ đi các cậu. Đi nào. Tại công viên. Chúng mình ngồi đây đi. Bỏ đồ ăn ra thôi.
chỉ ăn thôi thì chán lắm. Tớ có ý này. Gì cơ? Các cậu hãy xem đi. Vòng quay may mắn. Wow, hay, hay lắm. Chơi thôi. Đồng ý. Này, nhện đen, để tớ chơi trước nhé. Được. Cố lên, cố lên. Cầu trời khấn Phật. U gì đây? U gì đây? Ôi không. Tớ sẽ đưa ra một thử thách cho cậu. Ồ, thử thách gì vậy? Cậu nhìn cho kỹ nhé. Giờ cậu hãy nhảy giống trong video nhé. Hả? Cố lên, cố lên. Được rồi. Điệu nhảy của nhện đỏ vừa dừng lại, nhện đen, nhện trắng và nhện nhí bắt đầu thảo luận. Và sau đó họ viết ra một dãy chữ. Red. Các cậu giỏi lắm. Này, nhện đen, đến lượt cậu đấy. Được, tớ đến đây. Ê, xem tớ nhé. Yes. Nhện đỏ, đến cậu. Cố lên, cố lên. Ôi trời ạ. Xem kỹ nhé. Lại nhảy. Yes, yes, cậu nhảy đẹp lắm. Ơ kìa, nhện đỏ, nhảy tiếp đi chứ. Đang vui mà. Tớ mệt lắm. Này, ăn thôi. Cậu có sao không? Nước, nước. Được, tớ lấy cho. Ơ, nước đâu rồi nhỉ? Sao mà không thấy vậy? Nhện đỏ đột nhiên nhớ lại. Đi thôi, đi thôi. Đầu óc mình thật là. Để tớ đi mua. Ê, nhện đỏ, tớ đi cùng với cậu nha. Được. Cơ hội đến rồi, Spider-Man. Đi thôi. Hả? Bad guy. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Hả? Gì đấy? Mong là các cậu ấy sẽ về kịp. Lũ xấu xa các người, mau biến đi. Nhện trắng sợ hãi, liên tục ném táo về phía Shocker nhằm kéo dài thời gian. Chống trả vô ích thôi. Xử hắn đi, dân. Được lắm. Ta sẽ tự mình tiễn ngươi. Cấm nhúc nhích. Lần này ngươi đừng hòng thoát. Ngươi. Bùm. Không, không, không. Tạm biệt nhé. Tạm biệt. Hả? Bad guy. Cậu có sao không? Tớ không sao. Xử lý hắn thôi. Tiệt Spider-Man. Yes. Các chú ơi, mình tiếp tục buổi dã ngoại thôi. Đi nào.
Nào mọi người, ăn đi. Nhện trắng, bắt lấy. Chơi thôi. Hey. Cả ba cứ thế chơi truyền bóng với nhau rất vui vẻ. Ho ho, bắt được rồi, đỡ này. Nhện nhí. Các chú ơi, cháu đói quá. Được rồi. Ăn thôi nào. Để tớ nướng chỗ thịt xiên này. Hả? Tớ quên mang nước ngọt rồi. Cái gì? Sao ạ? Nước ngọt mua 3 tặng 1 đây. Mua đi, mua đi. Tớ sẽ mua. Ok. Nhận nhí, chú bảo cái này. Mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 đi. Mua đi, mua đi. Ông chủ, bán tôi 3 chai. Tiền đây. Được, được, nước ngọt của cậu. Cảm ơn. Cá cắn câu rồi. Nước ngọt về rồi đây. Cậu để đây đi. Ê, ui. Khiếp quá. Đợi tớ nhé. Cậu đi nhanh về nhanh. Khát nước quá. Chú cháu mình nữa, uống trước đi. Wow. Ngon quá. Từ xa, Shocker đã quan sát hết mọi thứ. Hắn nhìn đồng bọn của mình rồi cười nham hiểm. Thì ra người bán nước là Shocker giả dạng thành. Hắn đã giở trò với những chai nước mà Team Spider-Man đã mua phải. Chuyện gì xảy ra khi họ uống nó đây? May quá, không có ai. Hoàn hảo. Mua 3 tặng 1. No quá. Hả? Sao hết nước ngọt rồi? Hey. Đã lâu không gặp Team Spider-Man. Bad guy. Bad guy. Đột nhiên bộ dạng của nhện trắng và nhện nhí trở nên khác thường. Nhện xanh thấy vậy thì vô cùng lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Nhện trắng, nhện nhí, hai người làm sao vậy? Là ngươi. Lọ thuốc giả đang ở chỗ ta này. Đến đây. Bad guy. Hãy đưa nó cho ta. Đến đây mà lấy. Lên đi. Hả? Yeah. Đến đây. Hả? Đưa thuốc giả cho ta mau. Không đưa. Không còn lựa chọn khác đâu. Hả? Chuyện này chưa xong đâu. Để hắn thoát rồi. Cậu uống đi. Nào, nhịn nhí. Mọi người ổn chứ? Không sao, cảm ơn cậu. Giả ngoại tiếp thôi. Để tớ nướng lại thịt. Tại nhà Team Spider-Man. Vậy thôi nào. Nhện đỏ uể oải vào nhà vệ sinh chuẩn bị đánh răng thì đột nhiên một cơn đau truyền đến. Ui da. Nhện đỏ, ăn gà rán. Gà rán. Wow, món khoái khẩu của mình. Ăn thôi. Cậu sao vậy? Hả? Ôi. Không. Có cách rồi. Một lúc sau. Này,
cậu ăn cái này đi. Được rồi. Tội nghiệp cậu. Ngon quá. Wow, tuyệt vời. Được rồi, tớ sẽ đi gặp bác sĩ. Tại bệnh viện. Chắc bệnh nhân tới rồi. Hả? Ngoan ngoãn quay vào trong cho ta. Các người muốn gì? Mau mang hết tiền ra đây. Dân, dân. Nhanh lên. Đây rồi, bác sĩ, bác sĩ. Hả? Ôi, bác sĩ ơi, bác sĩ. Cứu. Xin chào, cậu vào đi. Có chuyện gì sao? Tôi bị đau răng. Được, để tôi kiểm tra. Hey, tôi đau răng mà. Được rồi, để tôi giúp cậu nhổ nó ra nhé. Lại đây nào. Không, không, đừng mà. Hả? Sốt cơ. Hả? Hai. Dừng lại. Dừng lại. Hắn đâu rồi? Gọi người tới trợ giúp thôi. Cháu xem kìa. Hả? Có chuyện rồi, cháu ở nhà nhé. Tên này chạy nhanh thật đấy. Cơ hội đây rồi. Bắt trượt rồi. Tên bad guy liên tục bắn về phía nhện đỏ nhưng đều không trúng. Hắn tức giận trực tiếp tấn công nhện đỏ. Ui da. Bad guy. Đau quá đi. Xin chào bad guy. Nhện đen. Nhện đỏ, cậu cầm đi. Joker. Không, đấu tay đôi đi. Được thôi. Các người là lũ ngốc. Yeah. Hả? Chuyện này chưa xong đâu. Joker, cậu ổn chứ? Đi gặp bác sĩ nào. Để tớ mở cho. Wow. Tuyệt quá. Cái này dùng sao nhỉ? Nhìn kìa. Robot được khởi động, bắt đầu cử động khiến team Spider-Man hí hửng dõi theo. Thử xem nào. Quét nhà. Dân. Ngay lập tức robot nhanh chóng đi dọn dẹp. Một lúc sau nhà cửa đã sạch sẽ trở lại. Đã xong. Làm tốt lắm. Đến lượt tớ. Rửa bát đĩa. Dân. Xem tivi thôi. Được, được ạ. Này. Nước, nước. Mua nước. Nước ở đây. Cậu uống đi. Mà robot đâu rồi?
Robot đang vô thức đi trên đường thì lúc này Joker nhìn thấy, hắn cùng đồng bọn của mình lập tức tiến về phía robot. Xin chào. Thì ra là robot. Ngươi làm đi. Dừng. Đâu nhỉ? Đây rồi. Ông chủ. Tốt lắm. Đồ ăn. Dừng. Nhanh gớm nhỉ. Tụi bay cầm lấy. Wow, nhiều đồ ăn quá. Nước. Dừng. Nước đây. Wow, cho tụi bay này. Joker vô cùng đắc ý. Hắn liên tục ra lệnh cho robot làm việc giặt cho mình. Oh, cầm lấy. Tốt. Lúc này Joker liên tục bấm nút ra lệnh nhưng robot không hoạt động nữa. Sao vậy chứ? Hey, hey. Hey, thật vô dụng. Đi thôi. Muộn rồi. Robot đi đâu không biết. Tớ không biết. Chúng mình đi tìm robot thôi. Ừ. Người nhện robot. Người nhện robot. Người nhện robot. Hey, nhìn kìa. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhện nhí cố gắng liên tục ấn nút ra lệnh trên người robot nhưng không hề có tác dụng. Hả? Nhìn kìa. Joker, đi thôi. Joker, tìm Spider-Man. Người thấy robot của ta. Lên. Để cháu. Cháu giỏi lắm. Lên đi. Ôi, không. Đứng yên. Hả? Tạm biệt team Spider-Man. Không, không. Không. Ủa? Người nhện robot. Không. Chiêu. Team Spider-Man, đợi đấy. Người nhện robot. Hey, hey. Về nhà thôi. Sao thế nhỉ? Chắc do mình qua mắt rồi. Chào các cậu. Ui, các cậu làm sao vậy? Các cậu. Chú nhện đỏ. Đi thôi. Đứng lại. Ui. Chủ nhân có sao không? Đuổi theo ngay. Dân. Ui da. Các người. Đi thôi. Đứng lại. Đưa đây. Các người. Cướp. Im ngay. Đi thôi. Có ai không? Giúp tôi với. Cô có sao không? Nhện đỏ. Cướp. Cướp. Ai đã lấy? Nhện trắng. Được rồi. Được rồi. Nhện nhí. Đi. Thưa chủ nhân, các ngươi làm tốt lắm. Nhìn vào đây.
Mau đi kiếm thêm những đồ có giá trị về đây cho ta. Rõ chưa? Hôm nay mình kiếm được kha khá. Đưa tiền đi. Không, không. Đây rồi. Tại sao lại về tay không vậy? Một lũ ăn hại. Đi nhanh lên. Là ai? Ủa, sao kỳ vậy? Đau quá. Hey! Nhện trắng, nhện đen, chủ nhân. Nhìn vào đây nào. Nghe mệnh lệnh của ta đây. Các ngươi hãy đi xử lý nhện đỏ cho ta. Dân. Các cậu. Không được rồi. Hey! Hey! Tỉnh lại. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Nhện trắng, nhện đen. Nhện đỏ. Các ngươi chỉ được nghe theo lời nói của ta thôi. Không. Shazam. Shazam. Nào, xử hắn đi. Đi thôi. Có chuyện gì sao? Cha có cách rồi. Hả? Các ngươi ngoan ngoãn ở đây đi. Ai? Lêu lêu. Không, không. Nhìn vào đây, hãy nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhện đỏ lập tức lôi ra một chiếc gương. Những lời thôi miên của đời Nun đã phản chiếu lại lên người nó. Thành công rồi. Cởi trói cho họ thôi. Hey, nhện đen, tỉnh lại đi. Nhện đen, nhện đen, để tớ. Nhện đen, nhện trắng, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Hey, nhện trắng, nhện đen. À, cho cô mượn một chút. Ui không. Ui. Các cậu ổn chứ? Không sao. Tớ có ý này vui lắm. Các cậu, mau dựng nó dậy đi. Bây giờ ngươi phải làm theo những gì chúng ta nói. Vui thật đấy. Về nhà thôi. Yes. Xem ngươi chống đỡ được không. Spider-Man. Mau dừng lại. Cậu ổn chứ? Tớ không sao. Yes. Đã xong. Lúc nãy cậu tuyệt lắm. Cảm ơn. Này, nhịn nhí. Nhịn nhí. Đi.
Sao mọi người chưa tới đón mình nhỉ? Nhìn nhí đã lên xe của ai đó. Liệu cậu bé có gặp nguy hiểm không đây? Thôi chết, cổng trường đóng rồi. Nhìn nhí ở đâu chứ? Tớ không biết. Các cậu, mau nhìn kìa. Đây chẳng phải là của Nhịn Nhí sao? Sao bọn chúng đều ở đây nhỉ? Này, chuồn thôi. Đứng lại. Hôm nay xui thật đấy. Đứng lại. Chắc bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. May mà mình đã chạy nhanh. Hả? Chạy đi đâu? Nhịn Nhí đâu? Tôi không biết. Vẫn còn muốn chạy, mau nói. Sốt cơ đâu? Hướng này à? Đi thôi. Khoan đã, có người. Các cậu dòng ra sao đi. Đã xong, vào thôi. Quan sát thấy bên trong có rất nhiều bad guy đang canh giữ. Team Spider-Man thận trọng tiến vào căn nhà. Đi thôi. Tiếng gì vậy? Ra coi sao. Đi thôi. Ngay lập tức, team Spider-Man đi lên tầng trên. Những tên bắt chai xông ra đều bị họ hạ gục. Nào, đi tiếp thôi. Hình như bên ngoài có tiếng động. Cẩn thận đấy. Hả? Úi. Đi. Thoải mái thật. Joker. Team Spider-Man. Nhịn Nhí đâu? Bọn ta không có bắt nó. Này, các cậu, đi kiểm tra đi. Ừ, ngồi yên đấy. Ở đây không có. Trong này không có rồi. Nhịn Nhí. Không thấy gì cả. Hả? Các cậu nhìn kìa. Nhịn Nhí. Cháu có sao không? Không sao à? Hello, team Spider-Man. Hả? Đến đây ăn đi. Tiếp bún. Cậu làm gì ở đây vậy? Tiếp bún bắt đầu kể lại. Đến nơi rồi. Sao lâu thế nhỉ? Quay lại sao vậy? Kia là Nhịn Nhí mà. Lại xem sao. Cháu chào chú Deadpool. Nhịn Nhí, để chú đưa cháu về nhà nhé. Vâng ạ. Ăn thôi, đi nào. Ăn thôi.
ghê. Ôi trời ạ. Đi thôi nào. Dạ, dạ, dạ. Mình đói bụng quá. Cơ hội tới rồi. Chỉ cần bắt được tên nhóc này là được. Wow, có một đĩa hoa quả này. Ui da, đau quá. Tên nhóc kia đâu rồi? Nhất định ta sẽ bắt được ngươi. Ui giời ạ, ngươi ăn gì mà nặng mùi thế? Suýt thì ngạt thở rồi. Đi bắt nó thôi. Xin chào nhóc con. Ôi không, đi đâu thế? Hả? Các người, các người. Ui. Ui da, đau quá. Mau, mau, mau làm gì đi chứ. Hả? Lèo lèo. Nhóc con, mì khá lắm, nhưng vẫn phải đi theo ta. Không, không, không. Chúng ta đi. Dạ, dạ. Ủa, nhện nhí đi đâu rồi? Tìm thằng bé đi. Gấu bông lạ của mình. Nhện nhí ơi, nhện nhí, cháu đang ở đâu vậy? Nhện nhí, ở đây cũng không có. Nhện nhí, nhện nhí. Hả? Đây chính là đồ chơi yêu thích của nhện nhí mà. Chẳng lẽ? Một nỗi bất an nhen nhóm. Nhện đen từ từ tiến lại gần căn phòng trước mặt mình rồi mở cửa ra. Hả? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Nhện nhí. Sao họ còn chưa quay lại nhỉ? Nhện nhí. Ủa? Nhện nhí, nhện đen. Hả? Xin chào nhện đỏ. Bad guy, cứu tới giới. Giữ nghiêm đó. Ngươi muốn gì? Đưa tiền đây. Nếu không thì cứu tới giới. Cứu cháu giới. Được rồi, nhanh lên. 5 4 3. Tiền đây. Không được làm hại họ. Ngươi. Dạ. Đưa đây, ta kiểm tra. Đại ca, mang đến đây. Ở yên đó, cấm gì chuyện đấy. Bye bye nhé. Để tớ cởi trói cho. Hai người có sao không? Không sao. Hey, về nhà thôi. Ừ. Hôm nay thuận lợi thật đấy. Tiền của ta. Hãy mang vào đi. Đại ca, xem chiến lợi phẩm của chúng ta nào. Bọn chúng cũng biết điều đó chứ. Hình như bên dưới có thứ gì đó. Hả? Là bơm. Mau bỏ hết đồ ăn vào giỏ đi các cậu. Đi nào. Tại công viên. Chúng mình ngồi đây đi. Bỏ đồ ăn ra thôi.
chỉ ăn thôi thì chán lắm. Tớ có ý này. Gì cơ? Các cậu hãy xem đi. Vòng quay may mắn. Wow, hay, hay lắm. Chơi thôi. Đồng ý. Này, nhện đen, để tớ chơi trước nhé. Được. Cố lên, cố lên. Cầu trời khấn Phật. U gì đây? Ôi không. Tớ sẽ đưa ra một thử thách cho cậu. Ồ, thử thách gì vậy? Cậu nhìn cho kỹ nhé. Giờ cậu hãy nhảy giống trong video nhé. Hả? Cố lên, cố lên. Được rồi. Điệu nhảy của nhện đỏ vừa dừng lại, nhện đen, nhện trắng và nhện nhí bắt đầu thảo luận. Và sau đó họ viết ra một dãy chữ. Red. Các cậu giỏi lắm. Này, nhện đen, đến lượt cậu đấy. Được, tớ đến đây. Ê, xem tớ nhé. Yes. Nhện đỏ, đến cậu. Cố lên, cố lên. Ôi trời ạ. Xem kỹ nhé. Lại nhảy. Yes, yes, cậu nhảy đẹp lắm. Ơ kìa, nhện đỏ, nhảy tiếp đi chứ. Đang vui mà. Tớ mệt lắm. Này, ăn thôi. Cậu có sao không? Nước, nước. Được, tôi lấy cho. Ơ, nước đâu rồi nhỉ? Sao mà không thấy vậy? Nhện đỏ đột nhiên nhớ lại. Đi thôi, đi thôi. Đầu óc mình thật là. Để tớ đi mua. Ê, nhện đỏ, tớ đi cùng với cậu nha. Được. Cơ hội đến rồi, Spider-Man. Đi thôi. Hả? Bad guy. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Hả? Gì đây? Mong là các cậu ấy sẽ về kịp. Lũ xấu xa các người, mau biến đi. Nhện trắng sợ hãi, liên tục ném táo về phía Shocker nhằm kéo dài thời gian. Chống trả vô ích thôi. Xử hắn đi, dân. Yeah! Được lắm, ta sẽ tự mình tiễn ngươi. Cấm nhúc nhích. Lần này ngươi đừng hòng thoát. Ngươi. Bùm. Không, không, không. Tạm biệt nhé, tạm biệt. Hả? Bad guy. Cậu có sao không? Tớ không sao. Xử lý hắn thôi. Tìm Spider-Man. Yes. Các chú ơi, mình tiếp tục buổi dã ngoại thôi. Đi nào.
Nào mọi người, ăn đi. Bất ngờ chưa? Chết nè. Leo leo. Hãy đợi đấy. Thế là hết. Nhanh lên các cậu. Đến lúc lập công rồi. Không có ai cả. 2, 3. 2, 3. Cửa bị khóa mất rồi. Phải dùng tuyệt chiêu thôi. Thôi xong rồi. Hả? Tớ quên điện thoại rồi. Đợi tớ nhé. Không xi nhê gì cả. Ơ, hả? Ngạc nhiên chưa? Không. Đứng lại mau. Đỡ này. Dám trốn à? Ta đẹp trai chứ không có ngu nhé. Ôi, sao mà chạy nhanh thế? Mau đứng lại đây. Ơ, ui da, đau quá. Bắt được rồi nha. Ôi. Thôi chết rồi. Giờ thì tới lượt ta. Đừng đến đây. Dừng lại. Bết gai, dừng tay. Không sao chứ. Nhện trắng. Nè. Bết gai. Không thể tha thứ được. Buồn ngủ quá. Chợp mắt một lát đã. Bỏ ra. Đừng để ta cấu. Buông ra. Tỉnh ngủ chưa? Nhìn đó. Chính là ông nội ngươi đây. Xong một tên. Mình xong rồi. Đúng là tên ngốc. Ui. Mình đang ở đâu đây? Mình bị bắt rồi sao? Phải tự cứu lấy mình thôi. Chúng canh phòng nghiêm ngặt quá. Hả? Thoát rồi. Ôi. Vẫn chưa bị phát hiện. Đi thôi. Trốn ra bằng đường nào đi. Hả? Đúng là căn nhà này rồi. Không có ai cả. Mình có ý này. Chuẩn bị đếm mùi của thuốc sổ siêu cấp đi. Ôi. Là ai? Kỳ lạ thật. Đồ ngốc. Ui da. Cậu thiếu cảnh giác quá đó. Là tớ đây. Cậu dám? Khoan đã. Đồ ăn tới rồi. Uống ngụm nước trước đã. Vị cứ là lạ. Bụng mình. Chuyện gì thế này? Đau bụng quá. Hắn dính bẫy rồi. Nhà vệ sinh ở đâu? Bóng bãi đâu nhiều thế này? Ôi mẹ ơi. Nhảy đi, nhảy sung lên. Ôi da, lại đau bụng nữa rồi. Ôi. Khổ thế không biết. Mình có ăn tin cái gì đâu.
Bất ngờ chưa? Hả? Cái gì? Dừng lại. Leo leo. Hãy đợi đấy. Thế là hết. Đã tới nơi rồi. Đi nào. Ổn rồi, cố lên. Phía trước chính là lễ đường. Mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ. Dưới sự chứng kiến cổ vũ từ người thân và bạn bè của mình, Nhện Đỏ từ từ tiến về phía cô dâu của mình. Xin chào. Joker, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn đâu rồi? Đây này, chúng ta đi. Chúng kia, đuổi theo mau. Đứng lại, đứng lại. Tức quá. Cậu đừng lo. Đi. Hả? Đi nào. Hey, tỉnh lại mau. Hey, tôi mượn xe nhé. Cậu làm cái gì đấy? Cho tôi mượn một lát thôi, gấp lắm rồi. Đã bảo là không, buông ra mau. Ơi, cậu. Giờ sao nào? Wow, phát tài rồi. Hả? Đợi tôi một chút. Sạch sẽ rồi, chìa khóa đây ạ. Hả? Thôi, đi đã. Bye. Ui, đi nhá. Nhìn đó, đi nào. Rẽ trái đi. Rẽ trái tiếp. Xin nhường đường. Ui trời ạ. Cậu có thấy chiếc ô tô đen nào chạy qua đây không? Có, hướng này. Cảm ơn nhé. Đây rồi, qua đó đi. Không có ai. Hả? Chúng trốn đâu chứ? Giờ phải làm sao đây? Cẩn thận. Đứng lại, đứng lại. Chống cự vô ích thôi. Đầu hàng đi. Tiếp này. Hey. Yeah. Yeah. Oh. Cậu ổn chứ? Không sao. Kìa. Đừng lo. Chân. Xin lỗi nha. Nào, ta không sợ các ngươi đâu. Lên hết một lần luôn đi. Sợ rồi chứ gì. Sợ thì đi chỗ khác chơi đi. Nhện trắng, đến lượt ngươi. Quỳ xuống. Các ngươi làm tốt lắm. Cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Tên này sao thế? Ông chủ. Ông chủ. Hả? Ông chủ. Ngươi là ai? Team Spider-Man. Nhện đỏ hồi tưởng lại. Ôi không. Hey. Nhện trắng, tỉnh lại mau. Ta sẽ đánh bại hết các ngươi. Nhện trắng,
Joker. Các người lên thử xem. Không. Ủa, sao vậy? Hả? Ôi trời, bực thật đấy. Lên, đứng lại. Em có sao không? Em sợ quá, mai mà anh tới kịp. Ổn rồi, có anh ở đây, em đừng lo. Quan hô, bắt đầu thôi. Ừ, hai cậu hãy bên nhau thật hạnh phúc nhé. Yes. Ai làm việc bán thời gian không? Wow, tôi muốn làm. Đồ của cậu đây, chúc may mắn. Thêm túi quà nữa. Ông già Noel. Ông già Noel của cháu đâu ạ? Đây đây, ai cũng có phần. Tạm biệt ông. Tạm biệt. May quá, không sao. Mình sẽ đặt những món quà ở đây. Hả? Cậu đã bị bắt. Tại sao chứ? Cậu tự xem đi. Ở kia. Wow, trúng mánh rồi. Tuyệt vời. Ôi không, có trộm. Mình phải báo cảnh sát thôi. Alo. Đứng im. Bye bye. Đuổi theo. Làm ơn, hãy cho tôi ra ngoài. Không, mình đâu có làm chuyện đó chứ. Phải làm sao bây giờ? Thời gian dần trôi. Hả? Cơ hội đây rồi. Đi đâu? Hả? Tự giác đi. Dân. Có thể chứ. Phải nghĩ cách khác thôi. À, ui da. Chuyện gì thế? Tôi bị sợi dạ. Mất vệ sinh quá. Sao ngoài mau. Đi đi, nhanh lên đi. Ok. Họ đi rồi. Làm gì tiếp đây? Nhìn đó. Hey. Hả? Cậu ta trốn rồi. Có người vượt ngục. Đi. Ủa? Dạ. Dạ. Hey. Ông già Noel giả. Hả? Đứng lại. Đứng lại. Tức quá. Chắc hắn không đuổi kịp rồi. May quá. Hey. Bắt này. Hey. Ui không. Dạ. 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 Hả? Đại ca. Đi. Dạ. Dạ. Đứng lại.
đưa hắn đi. Tóm được ngươi rồi. Ta phải xem rốt cuộc ngươi là ai nào. Hả? Joker? Nằm im. Nhìn đó. Xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Không có gì. Đi nhanh. Yes, Merry Christmas. Thả ta ra. Im ngay. Nhìn đó, cứ chờ mà xem. Một mối nguy hiểm lớn sắp đe dọa nhân loại. Một tên zombie đi khắp nơi, gieo rắc dịch bệnh cho mọi người. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp mọi nơi. Làm thế nào để ngăn chặn chuyện này lại đây? Liệu các siêu anh hùng có chiến thắng được thế lực nguy hiểm này không đây? Chúng ta cùng chờ đón xem nhé. Nó tới rồi, phải tìm chỗ trốn trước đã. Một lũ nhát gan, ra đây mau lên. Tìm chỗ trốn thôi. Chúng đâu rồi? Làm sao đây? Có vẻ không ổn. Hả? Thế này sẽ không bị phát hiện đâu. Tìm một vòng rồi mà vẫn không thấy tên nào. Chúng trốn ở đâu đây? Trốn ở đâu bây giờ? Chính là đây. Trốn thôi. Có tiếng động hướng này. Ta đến rồi đây. Nhớ trốn cho kỹ vào đó. Ui không. Ta nên tìm chỗ nào trước đây? Đáng sợ quá. Đừng qua đây, đừng qua đây. Có thứ gì đó đang ở dưới chăng? À. Đừng mà. À! Cô ơi, không. Xin lỗi. Đi theo ta. Tuân lệnh. Chúng đi rồi, nên ra luôn không? À! Không, không, không. Đi thôi. Đi kiếm mồi nào. Mình phải nghĩ cách gì thôi. Có rồi. Ta đây này. Hắn ở kia. Con mồi của ta, mau ra đây. Ra đây. Lũ ăn hại, giờ bắt hắn đi. Vào cả đây. Ta không sợ các ngươi đâu. Nhận lấy này. Tiếp này. Này. Ho ho. Lêu lêu. Ta phải tiêu diệt ngươi. Không. Lên đi. Đi thôi. Tìm cho kỹ cho ta. Không được bỏ sót tên nào. Hả? Đằng kia. Mau tìm đi. Tìm thấy rồi. Không, không. Thả ta ra. Không.
Đi tiếp nào. Hây. Hây da. Hây, để tớ. Hây da. Yes, vào rồi. Các cậu, yêu tinh đuổi tới rồi. Các cậu hãy theo tớ. À, chạy thôi. Đứng lại. Trốn thôi. Đáng sợ thật đấy. Làm sao đây? À, nó đi rồi. Chào anh bạn nhé. Ui da, tự nhiên đau bụng quá. Chạy thôi. Ui không, mình bị bắt rồi. Hướng này. Ta ngửi thấy mùi nào quanh đây, tìm kỹ đi. Ta sẽ cho các người biết tay. Hả? Chuyện gì vậy? Không! Không! Đi theo ta. Hãy đợi đấy. Hey! Ở đây này. Bắt hắn lại. Thả ta ra. Thả ra. Không. Lại thêm một con mồi mới. Đứng lại cho ta. Cứu với. Cứu tôi với. Nó đâu rồi? Hả? Xin chào. Ranh con, đứng lại cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Cô đứng lại không thì bảo. Đứng lại đi, ta mệt lắm rồi. Hai nhóc kia, dừng lại. Nhanh lên em. Thích quá. Đứng lại. Đừng lại gần tôi. Hai đứa có mà chạy đăng trời. Tại nhà của Spider-Man. Chào buổi sáng tốt lành. Dậy đi em. Muộn rồi. Dậy đi. Cho em ngủ tí nữa đi mà. Nào, để chị đỡ em. Đi đánh răng rửa mặt nào. Nhìn nhí có vẻ vẫn đang buồn ngủ ngái thì phải. Chào buổi sáng. Con chào bố mẹ. Kìa em. Em vẫn chưa tỉnh à? Chào buổi sáng bố mẹ. Wow. Đồ ăn tới rồi. Của con đây. Đây sữa của các con đây. Wow, con cảm ơn mẹ. Con trai, con sao vậy? Con không ăn sáng đâu. Con cũng không muốn uống sữa. Thằng bé hôm nay sao lạ nhỉ? À, đúng rồi. Chúng ta sẽ làm món mới cho em. Ý kiến hay đó. Hay. Tới lượt em. Yes, được nhiều quá. Giờ chỉ việc cho lên bếp. Háo hức quá. Nửa tiếng sau. Tới đây.
Wow, ngon quá. Cả nhà mình cùng ăn thôi. Thích quá, mình vào đi em. Bọn trẻ vui chưa kìa. Sắp trúng rồi, cố lên. Ừ kìa. Yes, yeah. Ui da, đau em. Đại ca, đỡ này. Dám ném ta, xem ta đi. Kia là sốt cửa. Team Spider-Man. Sốt cửa. Không ai chịu nhường ai. Hai đội đều bắt đầu khởi động trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Gió thì nhào vô. Bọn ta sợ chắc. Dừng lại, không được mất trật tự. Xin lỗi, xin lỗi. Cứ đợi đấy. Bắt nè. Yes. Yeah. Ui da. Ui không. Quá xa là hai đứa nhóc này. Không, chạy thôi. Đứng lại. Hai nhóc kia, dừng lại. Nhanh lên em. Thích quá. Đứng lại. Chạy đi. Nhanh. Ui cha. Hai nhóc kia, đứng lại không. Yes, vui quá. Dừng lại. Người xấu, đừng lại gần chúng tôi. Đau, đừng ném nữa. Ui da. Bắt được hai đứa rồi nhé. Chạy thôi. Leo leo. Đồ ngốc. Hai bạn nhóc thông minh nhanh nhẹn bắt đầu làm cho tên lính đỏ xoay như trong trống. Cuối cùng cũng xây xong. Bravo. Ai thế kia? Trời ơi. Đại ca, tại hai đứa nhóc kia kìa. Bắt lấy chúng nó, nhanh. Đừng lại gần tôi. Hai đứa có mà chạy đằng trời. Xem ta xử lý hai nhóc tụi bay. Nào, vào đây. Bắt nè. Ôi trời, sao lại là ngươi? Chúng nó đâu mất rồi? Ôi, giật cả mình. Leo leo. Dám bắt nạt con ta. Lên. Nhào vô. Một lúc sau. Ui cha, từ từ cái nào. Sao lại đuổi chúng tôi? Không được gây gỗ, mời ra ngoài. Trời ạ. Tại các ngươi. Tại các ngươi. Đi về. Ta bảo. Theo dõi bọn chúng. Đi, nhanh. Xin chào team Spider-Man. Chào cameraman, bạn đến chưa? Tôi đang đi. Ok, tôi đợi bạn. Ok. Làm tốt lắm. Đưa tớ đi. Của tớ mà. Có điện thoại. Là cameraman gọi. Trật tự, để tớ nghe điện thoại. Dính biệt cameraman. Cameraman, không. Chúng ta phải đi tìm cậu ấy. Đồng ý. Nhờ anh Nhi ở nhà nhé. Chúng ta đi thôi. Em cũng muốn đi mà. Hình như là ở đây. Đúng chỗ này rồi. Chắc là ở quanh đây thôi. Ở đằng kia. Đi. Mất tín hiệu rồi. Nhìn kìa. Đây là đồ của cậu ấy mà.
Ê ê, mình thử kiểm tra camera xem. Đúng rồi, hướng này. Dừng lại, nhìn kìa, vết chân này. Đúng hướng rồi đó, đi thôi. Rất nhanh chóng, nhìn đỏ và nhìn trắng đã tìm tới hang ổ của Soccer và đồng bọn. Tới lên trước, cậu theo sau nhé, đồng ý. Hey. Hey, hey, lên nào. Nhờ phối hợp ăn ý, nhìn đỏ và nhìn trắng đã sắp đến được chỗ của cameraman chăng? Chạy, chạy đi. Ui cha, tránh ra. Nhìn đỏ, nhìn kia. Không được vào. Ơ, ui cha. Nhìn trắng, cậu có sao không? Đây là cái quái gì vậy? Cameraman, cameraman, bọn tớ tới cứu cậu đây. Đã được rồi, vào thôi. Cameraman, cậu ổn không? Cậu, cậu. Ui cha, cameraman. Từ giờ cameraman là tay sai của ta. Quá ra trong lúc giam giữ cameraman, tên Soccer độc ác đã cho cậu ấy uống một loại thuốc độc do hắn điều chế, khiến cho cameraman dần mất đi lý trí. Chủ nhân. Khá lắm. Cameraman, tiêu diệt hết đám vợ này đi. Soccer. Xem đây. Cameraman, tỉnh lại đi. Phải lấy được cái điều khiển. Hành động đi. Bắt được rồi. Nhìn đây. Không, không, chưa hết đâu. Nhìn đỏ, cameraman, cậu tỉnh rồi. Cậu có sao không? Không thể nào, hãy đợi đấy. Chúng ta về nhà thôi. Ui da. Hả? Giấy đâu rồi? Leo leo. Hả? Nhện đỏ. Đây rồi. Ủa? Cậu ấy đâu rồi? Hả? Rắn. Nhát gan thật. Hey, dạ, 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 dạ. Dừng, dừng lại. Trang trí nó đi, được. Ngay lập tức, team Spider-Man cùng nhau trang trí cho cây thông Noel. Quang hô. Thêm đồ ăn nữa. À, được rồi. Cuối cùng cũng xong. Đi ngủ thôi, ok. Đi nào. Úi giời. Mình sẽ đặt những món quà ở đây.
Khác quá. Đây rồi, may thật đấy. Ờ, sao chóng mặt thế này? Tiếng gì vậy? Đi nào. Ông già Noel, tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Hả? Lạ trụ. Tớ không biết. Nhện đó. Ôi không. Gần 12 giờ đêm Giáng sinh rồi. Ai sẽ là người đi phát quà đấy? Ai chứ? Cái gì đấy? Wow. Các cậu, tôi có cách rồi. Biến hình. Wow. Đi thôi. Đi. Merry Christmas. Úi. Phát quà thôi. Hả? Thôi chết. Ra khỏi đây thôi. Ai thế nhỉ? À, ông già Noel. Chúng ta sẽ đi cướp ngân hàng. Bad guy, Santa Spider-Man. Ngươi muốn làm gì? Tặng các ngươi đấy. Tặng bọn ta sao? Merry Christmas. Merry Christmas. Không. Xong rồi. Yes. Đặt về vị trí cũ thôi. Hả? Team Spider-Man? May quá. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. Kẻ nào? Hả? Theo ta. Đây là đâu vậy? Hả? Joker. Quần áo của mình. Đưa túi quà đi. May quá, không có ai. Cơ hội đây rồi. Wow, quá trời đồ. Binh cổ kìa. Phát tài rồi. Ông lại. Cháu đi đi. May thật. Ông già Noel. Hả? Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas. Ông ngồi đây đi ạ. Một lúc sau, những đĩa bánh kẹo được team Spider-Man bày biện ra bàn. Yeah, ăn thôi. Làm sao bây giờ? Cứ ngồi đây sẽ bị lộ mất. Ta đau bụng quá. Ông đi đi. Tranh thủ xem còn đồ giá trị không nào. À, chắc ở đây rồi. Hả? Sao lại có cái bẫy ở đây chứ? Tìm thấy rồi.
Wow. Chuyện này không uổng công rồi. Lấy nhanh vào chuồng lẹ thôi. Hả? Hey, xem tivi thôi. Đi nào. Nhện đỏ. Các cậu xem tivi. Nhảy thôi các cậu. Quà của cháu. Quà của cháu. Được rồi. Yeah. Quà. Quà đây. Ơ, ông đưa cháu đi ạ. Ui. Cứu với. Hả? Bích gái. Đi thôi. Dừng lại. Ôi không. Chúng đông quá. Chạy thôi. Ông có sao không? Ta không sao. Cảm ơn. Hả? Ông già Noel. Ông già Noel. Là ta. Người ở nhà chúng ta là ai? Về thôi. Thôi chết, bọn chúng về rồi. Chúng cháu có quà cho ông đây. Ta. Đúng vậy. Cảm ơn các cháu nhé. Ta đi đây. Nặng thật. Đại ca, xem này. Wow. Các người thấy sao? Đại ca number one. Mau mở ra. Ngạc nhiên chưa? Đến lượt ngươi, Joker. Hãy chờ đấy. Merry Christmas. Về thôi. Tại trái đất số 23. Thôi xong. Đứng im. Không còn đường chạy đâu. Hả? Đầu hàng đi. Đừng có chống cự vô ích. Đầu hàng đi. Đầu hàng đi. Trả các người đấy. Tránh ra. Hai người đuổi theo hắn mau. Tuân lệnh. Đứng lại mau. Mệt quá. Ủa, là một cuốn sổ sao? Ai mà để nó đây chứ? Chuyện gì thế này? Kỳ quái thật đấy. Ôi không, cảnh sát đuổi tới rồi. Phải chạy thôi. Hắn biến mất rồi. Vừa nãy còn ở đây mà. Sao lại vậy chứ? Đi đây. Tại trái đất số 24. Đây là đâu vậy? Đang xảy ra chuyện gì thế? Tiếng gì thế? Ở bên kia đường, nhện đỏ và nhện hồng đang đánh nhau với Joker và đồng bọn của hắn rất kịch liệt. Nhận lấy này. Hứ? Nhện hồng. Đại ca, có sao không? Không sao, tiêu diệt chúng đi. Mắt của ta. Team Spider-Man. Đây, túi cậu này. Cảm ơn. Hả? Ủa, chuyện này là sao nhỉ? Hey,
Spider-Man, mau xử hắn. Bình tĩnh, tôi muốn bắt tìm Spider-Man. Bắt tìm Spider-Man. Được, được, hợp tác vui vẻ. Có ai ở nhà không? Gì vậy? Nhện Nhí đã bị bắt cóc rồi. Hả? Nhện Nhí? Nhện Nhí, đi thôi. Chuyện này thú vị rồi đây. Phải tìm thằng bé ở đâu bây giờ? Hả? Nhện đen, tại sao? Các ngươi ngoan ngoãn cho ta. Dừng tay lại. Hey! Ngồi im, cắm nhúc nhích. Ui da. Ngồi im. Ổn rồi. Người khiến ta thật xấu hổ. Đưa tin nhện đen đi. Hãy đi thôi. Tạm biệt. Tạm biệt, về nhà thôi. Ui. Tìm Spider-Man. Không. Đứng lại. Đứng lại mau. Đứng lại. Hả? Không. Không. Không được làm hại cậu ấy. Nhện đỏ, cậu có sao không? Không sao. Tìm Spider-Man. Hey, về nhà thôi. Đi thôi. Các người hãy đợi đấy. Trong giấc mơ của nhện sống. Tiền của ta, tiền của ta. Ui da. Nhện Captain. Đúng vậy, ta, nhện đỏ. Vali, đưa đây. Không. Không. Thì ra là mơ. Hả? Là bọn chúng. Không được, phải trốn thôi. Kem ngon quá. Team Spider-Man. Khoan, chúng mà hợp sức lại thì mình không phải là đối thủ của chúng. Phải nghĩ cách đã. Đừng sợ. Ta có chuyện muốn hợp tác với ngươi. Ngồi xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện. Số cuộc ngươi muốn gì? Lại đây. Ồ, tôi hiểu rồi. Rất hoàn hảo. Hợp tác vui vẻ. Ui không. Cho cháu này. Cháu cảm ơn. Xin chào nhện nhí. Người xấu. Để tới bật tivi. Buồn cười thật đấy. Ủa, tivi sao vậy? Cậu ra xem đi. Ừ. Được rồi, yes. Xin chào team Spider-Man. Xem ai đây? Cứu giới, cứu cháu giới. Joker. Ngay lập tức, nhện đỏ lấy điện thoại ra xác định vị trí của nhện nhí. Đi cứu thằng bé thôi. Tiếng gì thế nhỉ? Hey. Xin chào. Ai đó? Đi. Dậy. Dậy mau. Các ngươi. Hả? Đi thôi. Tại sao chứ? Joker. Sau khi đánh nhện xấu xong,
hai tên bách gai lén lút di chuyển lên tầng trên. Sau đó, họ cởi bộ đồ bên ngoài ra. Thì ra, đó là team Spider-Man giả dạng thành. Nhìn này. Nhìn nhí. Thằng bé ở bên trong kìa. Có người tới. Joker, mở cửa. Chuyện gì không biết? Joker, người dám cho người đánh ta sao? Là sao? Nhìn xấu tức giận kể lại chuyện lúc nãy mình gặp phải. Tại sao hả? Mày đúng là kẻ lật lọng. Nè, dừng lại. Ta nhìn đủ rồi. Vậy là kế hoạch của team Spider-Man đã khiến nhận xấu và Shocker bất hòa với nhau. Liên minh giữa chúng cũng tan vỡ từ đây. Đánh mạnh vào. Đi. Ngươi là đồ xảo trá. Ngươi mới đúng là đồ xảo trá đó. Nhẫn nhí, ta hãy về nhà thôi. Một lúc sau. Khoan đã. Nhìn đây, để ta kiểm tra. Hả? Thì ra là các ngươi dở trò. Team Spider-Man. Tại nhà nhện đỏ. Chào buổi sáng. Trời ạ, thế này thì đánh đấm gì chứ. Ê, cô ăn đi. Hey, để ta. 1 2 3. Nhìn rõ chưa? Tập đi. Vâng ạ. Tốt lắm. Đến nhà lũ người nhện thôi. Shocker hùng hổ dẫn theo thuộc hạ tiến về phía nhà của nhện đỏ. Xem ta đi. Đại ca. Hả? Spider-Man, đuổi theo chúng đi, mau lên. Dừng lại. Joker và thuộc hạ của hắn vẫn kiên trì đuổi theo sau chiếc xe của nhện đỏ. Mất dấu chúng rồi. Nơi đồng không mông quạnh này, biết tìm chúng ở đâu đây? Con chào bố. Con chào ông. Ừ. Bố. Cháu của ông. Đi, vào nhà với ông đi. Đi thôi em. Trước sân nhà, hai ông cháu nhện chơi đá bóng rất vui vẻ. Ông xin lỗi. Không sao ạ. Mệt quá. Hả? Đại ca, nhện nhí kìa. Ôi không. Đuổi theo. Bé con, chạy đi đâu? Đừng sợ, đi theo ta. Ta dẫn cháu tới một nơi thú vị lắm. Dừng lại. Hả? Dừng lại. Thì ra là một ông già. Cho hai mặt qua đây. Này, ông sẽ bảo vệ cháu. Già yếu thế kia mà mạnh miệng thế. Xem đây. Hoan hô. Ông giỏi quá. Hoan hô. Hai người lên đi. Vô. Vô. Hả? Tụi bay đi thôi. Đi. Nhớ đấy. Cái lưng già của tôi. Đau lưng quá. Quan sát hai ông cháu nhện ở phía trước một lúc, Joker nghĩ ra một kế hoạch xấu xa rồi cười nham hiểm. Là kẻ nào làm? Người ra đi. Cứu. Chạy mau.
chúng kia rồi. Lần này phải thành công đó. Shocker tưởng tượng. Yes. Các người có tránh đằng trời. Kéo đi. Giữ chắc dao. Có vẻ Shocker chưa từng bỏ ý định của mình. Hey, ra đi. Đứng lại. Bắt được mi rồi. Shocker, hết lần này tới lần khác người bắt nạt cháu của ông, ta phải cho ngươi một bài học. Cháu cầm lấy. Nhận lấy này. Nhanh tay lên. Cấm lười biếng đấy. Các người không được lười biếng. Yes. Spider-Man. Tại một nơi hoang vắng, các siêu anh hùng đang sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi. Ui không. Nhận lấy này. Bắt đầu thôi. Xông lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các siêu anh hùng lần lượt biến mất một cách kỳ lạ. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đi thôi. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc xe ma thuật. Các siêu anh hùng ở trong đó lần lượt được thả xuống. Trốn thôi, trốn thôi. Trò chơi bắt đầu. Đi tiếp thôi. Đi bên này. Phía trước. Ở đây không có ai hết. Đi thôi. Hey. Đi tiếp thôi. Các siêu anh hùng chạy rải rác ở khắp nơi. Phải quan sát đã. Hướng này. Đây rồi. Người sắt và người nhện lao vào chiến đấu với nhau. Kia rồi. Đứng lại. Được lắm, hãy xem sức mạnh của ta đây. Hất ra đòn tấn công mạnh mẽ liên tiếp về phía người sắt. Không, không. Thả tôi ra. Đã xong một tên. Ở một nơi khác, Thor và Mary đã chạm mặt nhau. Họ bắt đầu lao vào chiến đấu. Khá đấy. Hey.
Tạm biệt nhé. Go. Phải sớm tìm được mục tiêu tiếp theo thôi. Là Thó, xin chào. Tự ngươi tìm đến đó. Dạ. Dạ. Trong lúc Captain Marvel chiến đấu với Thó, Hất nhân cơ hội rời khỏi nơi ẩn nấp rồi chạy trốn. Trời ạ. Dạ. Hây. Dạ. Dạ. Cơ hội đây rồi. Hả? Không. Kìa rồi. Ta mạnh nhất. Hả? Xem đây. Tiếp đây. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. May mà có em. Em muốn tấn công anh sao? Không dễ đâu nhé. Hãy xem ta đi. Tập trung nào, tập trung nào. Bắt được rồi. Quá đơn giản. Lần này là cuộc đối đầu giữa Dr. Strange và Flash. Ai sẽ là người chiến thắng? Dr. Strange bắt đầu sử dụng ma thuật để giam giữ Flash. Thả ta ra! Thả ta ra! Đứng lại! Đừng đuổi theo ta! Đứng lại! Đứng lại! Biến đi! Biến đi! Chống cự vô ích thôi! Bắt được mi rồi! Thả ta ra! Đúng rồi! Chiếc vòng! Dạ! Hãy xem sức mạnh của ta đi! Dạ! Dạ! Tạm biệt nhé. Không. Ha 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 ha.